Video trước thì chúng ta đã tìm hiểu được các phần tình hình sử dụng đất nông nghiệp tại Việt Nam. Tình hình sử dụng nông nghiệp huyện Vị Xuyên, hiệu quả và tính bền vững trong sử dụng đất, khái quát hiệu quả sử dụng đất, sự cần thiết phải đánh giá hiệu quả sử dụng đất, tiêu chuẩn đánh giá hiệu quả sử dụng đất. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả xã hội, các chỉ tiêu về hiệu quả môi trường. Hướng sử dụng đất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, sản xuất hàng hóa. Những xu hướng phát triển nông nghiệp trên thế giới, nông nghiệp công nghiệp hóa, nông nghiệp sinh thái, cải thiện chất phương hướng phát triển nông nghiệp Việt Nam, quan điểm sử dụng đất bền vững. Các loại hình sử dụng đất bền vững, loại hình sử dụng đất. Loại hình sử dụng đất chính, loại hình sử dụng đất. Cơ sở đánh giá các hình loại hình sử dụng đất bền vững trong sản xuất nông nghiệp. Định hướng sử dụng đất nông nghiệp, cơ sở khoa học và thực tiễn trong định hướng sử dụng đất luôn. Quan điểm nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp. Định hướng sử dụng đất nông nghiệp. Chúng ta tìm hiểu phần 3, đối tượng và nội dung phương pháp nghiên cứu. Ba chấm một, đối tượng và phạm vi nghiên cứu. 3.1.1, đối tượng nghiên cứu, phạm vi nghiên đối tượng nghiên cứu, thực trạng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp xã Linh Hồ, huyện Vị Xuyên, hiệu quả sử dụng đất đối với các loại cây trồng chính, cây hàng năm, cây lâu năm. 3.1.2, phạm vi nghiên cứu đánh giá các loại sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã Linh Hồ, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang. 3.2, địa điểm và thời gian tiến hành. Địa điểm xã Linh Hồ, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang, thời gian tiến hành 28 tháng 5 2018. 3.3, nội dung nghiên cứu. 3.3.1, đánh giá điều kiện tự nhiên và kinh tế xã hội của xã Linh Hồ, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang. Đánh giá về điều kiện tự nhiên, vị trí, địa lý, địa hình, khí hậu, thủy văn, tài nguyên nước ảnh hưởng đến việc sử dụng lâu dài, việc sử dụng đất đai. Đánh giá điều kiện kinh tế xã hội, cơ cấu kinh tế, dân số, lao động, cơ sở hạ tầng ảnh hưởng đến sử dụng đất. Đánh giá chung về điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội, rút ra những thuận lợi và khó khăn. 2.3.3.2, hiện trạng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp của xã Linh Hồ, huyện Vị Xuyên. Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp, nghiên cứu. Các hệ thống sử dụng đất, xác định các loại hình sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn xã. 3.3.3, đánh giá hiệu quả và lựa chọn loại hình sử dụng đất thích hợp trên địa bàn xã Linh Hồ. Hiệu quả kinh tế, hiệu quả xã hội, hiệu quả môi trường. 3.3.4, đánh giá những thuận lợi khó khăn về và đề xuất giải pháp.
điều tra thu thập số liệu thứ cấp, thu thập các tài liệu số liệu có tại ban có tại các phòng ban chức năng, phòng tài nguyên và môi trường, phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn của xã Linh Hồ, huyện Vị Xuyên. Các tài liệu có liên quan đến tình hình sử dụng đất nông nghiệp của xã, điều tra thu thập số liệu sơ cấp, phương pháp đánh giá nông thôn thông qua việc thực đi thực tế, qua quan sát phỏng vấn các phải vào cán bộ và người dân để điều tra hiện trạng sử dụng đất. Quan đến tình dụng đất của xã, điều tra thu thập số liệu sơ cấp, phương pháp đánh giá nông thôn thông qua việc đi thực tế, quan sát phỏng vấn hộ cán bộ và người dân để điều tra hiện trạng sử dụng đất của huyện, thu thập các thông tin liên quan đến đời sống và tình hình sử dụng đất nông nghiệp. Phát đánh giá nông thôn có người dân tham gia trực tiếp tiếp xúc với người dân, gợi mở tạo cơ hội để trao đổi, bàn bạc đưa ra những khó khăn, nguyện vọng, kinh nghiệm trong sản xuất cũng như phương pháp điều tra. Phương pháp điều tra nông hộ để thu thập số liệu phục vụ phân tích hiện trạng, hiệu quả các loại hình sử dụng đất và đưa ra các giải pháp trong sử dụng đất nông nghiệp nhằm đảm bảo thực tế, khách quan. Số phiếu 60 phiếu điều tra phỏng vấn, chọn hộ sản xuất nông nghiệp, cán bộ xã, quản lý xã, trưởng thôn. Hình 3.1 phỏng vấn người nông dân. 3.4.2 phương pháp tính hiệu quả các loại hình sử dụng đất. Hiệu quả sử dụng đất là tiêu chí đánh giá mức độ khai thác sử dụng đất và được đánh giá thông qua một số chỉ tiêu sau. 3.4.2.1 hiệu quả kinh tế. Tổng giá trị sản phẩm T T bằng P1 nhân Q1 cộng P2 nhân Q2 cộng 300 cộng PN nhân QN, trong đó Q là khối lượng của từng loại sản phẩm được sản xuất 2 ta trên năm, P là giá của từng loại sản phẩm trên thị trường tại cùng một thời điểm, T là tổng giá trị sản phẩm của 1 hecta đất canh tác trên năm thu nhập thuần, N bằng T trừ SC sản xuất. Trong đó N là thu nhập thuần túy của 1 hecta đất canh tác trên năm, CSX chi phí sản xuất cho 1 hecta đất canh tác trên năm, hiệu quả đồng vốn HV bằng T chia CSX ngày giá trị ngày công lao động, HLD bằng N chia số ngày công lao động trên hecta trên năm. 3.4.2.2 hiệu quả xã hội. Trong phạm vi nghiên cứu của đề tài này, do thời gian có hạn, em chỉ đề cập đến một số chỉ tiêu sau: đảm bảo an ninh lương thực, đáp ứng nhu cầu nông hộ, giá trị ngày công lao động nông nghiệp, tỷ lệ giảm hộ đói nghèo, mức độ giải quyết công ăn việc làm, thu hút lao động, khả năng phù hợp với thị trường tiêu thụ các LUT ở thời điểm hiện tại và tương lai, mức độ chấp nhận của người dân thể hiện ở mức độ đầu tư, ý định chuyển đổi cây trồng của hộ. 3.4.2.3 hiệu quả môi trường. Số liệu được kiểm tra xử lý tính toán trên máy tính bằng phần mềm Microsoft Office Excel. Phần 4, kết quả nghiên cứu và thảo luận.
4.1 điều kiện tự nhiên kinh tế xã hội của xã Linh Hồ, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang. 4.1.1 điều kiện tự nhiên. 4.1.1.1 vị trí địa lý, địa hình, khí hậu, thời tiết, thủy văn. Vị trí địa lý. Vị trí địa lý Linh Hồ là Linh Hồ là xã vùng 2 của huyện Vị Xuyên, phía đông bắc giáp huyện Bắc Mê, tỉnh Tuyên Quang, phía tây giáp tỉnh giáp xã Phú Linh. Phía đông giáp huyện Bắc Mê và tỉnh Tuyên Quang, phía tây giáp xã Phú Linh, phía bắc giáp xã Kim Linh, phía nam giáp xã Ngọc Linh. B địa hình. Xã Linh Hồ nằm trong tiểu vùng núi trung bình, huyện Vị Xuyên có độ cao trung bình 500 đến 800 m, thuận lợi cho phát triển cây công nghiệp ngắn ngày, cây ăn quả, chè, chăn nuôi gia súc, gia cầm và trồng rừng. Tỷ lệ hình thấp trung bình nhưng bị chia cắt mạnh là nguyên nhân gây nên lũ lụt vào mùa mưa. Khi xây khí hậu. Khí hậu trong vùng được chia làm hai mùa gió rét, mùa mưa và mùa khô. Mùa mưa bắt đầu từ tháng 4 đến tháng 9. Thời gian này thường hay mưa nhiều và tập trung từ tháng 4 đến tháng 8. Mùa khô từ tháng 10 năm trước kéo dài đến tháng 3 năm sau. Thời gian này ít mưa, khô hanh kéo dài, trời rét, thường có sương muối và có gió mùa đông bắc. Đê Thủy Văn trên địa bàn xã Linh Hồ có 3 nhánh suối chính chảy qua: suối Dầu, suối Vàng Bê và suối Nậm Thuộm. Ngoài ra còn có các nhánh suối phụ của 3 suối trên phân bố trên các địa bàn xã. Đây chính là nguồn nước chính cung cấp cho sản xuất và sinh hoạt của nhân dân. 4.1.1.2 các nguồn tài nguyên. A tài nguyên đất, B tài nguyên nước. Nước mặt trên địa bàn xã có các con suối, mương nhỏ phân bố rải rác trong xã. Đây là nguồn thức ăn chính cung cấp cho sinh hoạt và vật chất do địa hình xã bị chia cắt mạnh hàng năm về mùa mưa. Lượng nước mưa phân bố không đều thường gây ra lũ sạt lở ảnh hưởng tới sản xuất nông nghiệp. Nước ngầm hiện tại chưa khảo sát đầy đủ về nguồn nước ngầm trên địa bàn vùng dự án. Qua khảo sát sơ bộ cho thấy với độ sâu 10 đến 15 mét có thể khai thác nguồn nước ngầm để phục vụ sản xuất và sinh hoạt. C tài nguyên rừng là xã có tiềm năng rừng lớn nhất, rừng nước rất lớn. Tổng diện tích rừng là 5.982,67 ha, chiếm 87,7% tổng diện tích tự nhiên, trong đó đất rừng sản xuất 2.851,57 ha, đất rừng phòng hộ 3.131,1 ha. Nhờ thực hiện tốt chính sách giao đất, giao rừng cho các bộ, cho các hộ gia đình trên gia đình nên đến nay 100% diện tích đất rừng và rừng đã có chủ quản lý. Giải pháp phát triển rừng, công tác quản lý và khai thác hợp lý tài nguyên rừng được thực hiện tốt, do đó độ che phủ rừng trên địa bàn xã 65%. D tài nguyên sản khoáng sản trên địa bàn xã có 3 loại khoáng sản sau: quặng mangan ở thôn Lùng Trang, hiện đang công ty cổ phần Việt Bắc đang khai thác quặng sắt tại thôn Nà Pồng, mỏ vàng tại gốc núi Pá Phay tại thôn Nà Diềm. Hiện tại trữ lượng của các mỏ khoáng sản chưa có kết quả thăm dò chính xác, hay thực trạng môi trường trong quá trình khai thác sử dụng đất.
khai thác nói riêng, các nguồn tài nguyên nói chung, tính hợp lý, tiết kiệm và khoa học chữa cao, tập quán canh tác, du canh, du cư, đốt nương làm giấy ít nhiều đã làm diện tích của rừng cùng các loài động thực vật quý hiếm suy giảm, đất đai bị xói mòn, dựa trôi, nguồn nước ô nhiễm ảnh hưởng đến sự phát triển của thảm thực vật rừng, đời sống lao động, sản xuất của con người, chất lượng môi trường sống nói chung giảm sút. Việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật tuy chưa ảnh hưởng đến trực tiếp đến môi trường sức khỏe con người nhưng cũng cần quan tâm thực hiện đúng quy định. Việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, nhất là bảo hộ lao động, chất thải nguồn nước thải tuy chưa gây ra nghiêm trọng nhưng cần tăng cường vệ sinh môi trường, thu gom chất thải nước thải ở từng hộ gia đình và từng khu dân cư, xóm, tổ, đội. Trong một thời gian dài, việc bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường không được quan tâm đóng mức dẫn đến rừng bị khai thác bừa bãi, các động thực vật quý gần như không còn, ảnh hưởng tới nguồn nước, không khí và xói mòn đất. Để đạt được sự phát triển bền vững trong tương lai, cần tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp bảo vệ môi trường sinh thái, chú trọng phát triển nông lâm nghiệp, có chính sách đầu tư và khuyến khích nhân dân trồng rừng và thay đổi nếp sống sinh hoạt, cải tạo chỗ ở tại khu dân cư, giữ gìn môi trường vệ sinh sạch sạch đẹp trong từng thôn nhóm dân cư. 1.4.2 điều kiện kinh tế xã hội. 4.1.2.1 dân số và lao động. Số hộ 1.607 hộ, nhân khẩu 7.638 người, lao động trong độ tuổi 4.663 người chiếm 61,05% tổng dân số. Số lao động qua đào tạo khoảng 204 người chiếm tỷ lệ 4,37%, chủ yếu qua đào tạo nghề ngắn hạn. Lao động của xã được phân bố khá dồi dào nhưng chủ yếu là lao động nông nghiệp, phần lớn chưa qua đào tạo, lao động dư thừa gây sức ép lớn về việc làm, thu nhập và các vấn đề xã hội. 4.1.2.2 cơ sở hạ tầng.
4.1.2.2 cơ sở hạ tầng giao thông tuyến Ngọc Linh, Ủy ban nhân dân xã Linh Hồ, Phú Linh với chiều dài 7 km, rộng 65 m, tuyến trung tâm chữa bệnh giáo dục lao động xã hội tỉnh Hà Giang Mỏ Quặng Mang Can với chiều dài 6 km, rộng 6,5 m, tuyến nhà văn hóa thôn Nà Lầu Kim Linh với chiều dài 5 km, rộng 5 m, đường liên thôn xóm tổng số có 25,3 km, trong đó 8,1 km đã được bê tông hóa nhưng chỉ có 1 km đạt tiêu chuẩn, trong đó ngõ xóm tổng có 43,85 km, đường ngõ xóm có chiều rộng mặt đường 1 đến 2 m, hiện trạng có 10,39 km đã được bê tông hóa nhưng tiêu chuẩn mặt đường không đảm bảo. Đường ngõ xóm chủ yếu là đường đất, đi lại rất khó khăn vào mùa mưa. Đường chính nội đồng 30,64 km, chiều rộng mặt đường 1 đến 2 m, trong đó mới chỉ có 1,3 km được bê tông hóa. Cầu hiện tại trên địa bàn xã có 1 cầu treo, Xuân Phong là bằng gỗ, 3 cầu bê tông, cầu Bạn Sáng, cầu Lùng Trang, cầu Nà Lầu, bê thủy lợi. Kênh cấp 1, kênh cấp 3. Nhìn chung hệ thống thủy lợi trên địa bàn xã đa phần đáp ứng được yêu cầu phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh, kinh tế đã chủ động được khoảng 70% đất canh tác. Tuy nhiên các công trình trên cần được tu sửa một số đoạn trong thời gian tới mới đảm bảo tưới tiêu chủ động 100%. Hệ thống điện hiện tại có 6 trạm biến áp. Công suất là mỗi trạm là 150 kV A. Đường dây cao thế đi qua địa bàn 7,5 km, hệ thống trục hạ thế 3 pha, đường dây nhánh 9,05 km đáp ứng được yêu cầu cung cấp. Cấp điện sinh hoạt cho một số thôn, còn lại là thôn Lùng Trang vẫn chưa có điện sinh hoạt. Tỷ lệ hộ được sử dụng điện lưới quốc gia là 66,54%. Mức độ đáp ứng yêu cầu về điện cho sản xuất đạt khoảng trên 65%. Đề cơ sở giáo dục và đào tạo, giáo dục là lĩnh vực quan trọng để nâng cao trình độ dân trí. Thực hiện nghị quyết Trung ương về giáo dục và đào tạo trong những năm qua, xã đã chú trọng công tác giáo dục đào tạo, chất lượng đội ngũ giáo viên và chất lượng giáo dục ngày một nâng cao, thực hiện và đẩy mạnh cuộc vận động 20 với 4 nội dung về xây dựng trường học thân thiện và học sinh tích cực, duy trì phổ cập
giáo dục và đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục về cơ bản, cơ sở vật chất của trường chưa đảm bảo cho việc dạy và học trong tương lai, cần đầu tư cho lĩnh vực này hơn nữa để đáp ứng ngày càng cao như ngày cao nhu cầu của nhân dân trong xã. Hay cơ sở y tế, mặt bằng trạm y tế hiện có tổng diện tích khuôn viên 2.926 mét vuông, hiện trạm y tế là 2 tầng, số phòng bệnh 6 phòng, 1 phòng khám, 2 phòng điều trị, 1 phòng khám thai đặc, 1 phòng đẻ. Nhân lực trạm y tế có 7 người, trong đó 1 bác sĩ, 3 y sĩ, 1 y tá, 1 hộ lý và 1 kỹ thuật viên. Trạm y tế xã Linh Hồ cùng với 17 y tế thôn làm thôn bản làm tốt công tác kinh tế nông tế, tốt y tế nông thôn. Môi trường ép môi trường công kéo về dùng hoặc đa số gánh nước, tỷ lệ hộ sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, chưa có hộ gia đình dùng nước hợp vệ sinh, tỷ lệ có đủ 3 công trình nhà tắm, nhà vệ sinh, bể nước đạt 13,68%. Tỷ lệ hộ có cơ sở chăn nuôi hợp vệ sinh đạt 0,19%. Hiện trạng chất thải, nước thải, chất thải rắn. Tình hình chung về môi trường quản lý, vì quản lý môi trường trên địa bàn xã đối với cấp xã, thì chung công tác quản lý đã được bể quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường của xã còn hạn chế, năng lực quản lý của môi trường của cán bộ chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, sự tham gia của các tổ chức xã hội chưa đóng vai trò tích cực trong phong trào hoạt động bảo vệ môi trường. Ý thức bảo vệ môi trường của người dân trong những năm qua đã có bước chuyển biến tích cực, nhưng vẫn còn một bộ phận người dân chưa tự giác tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường và 4.1.2.3 tình hình sản xuất một số ngành. Sản xuất nông nghiệp trồng trọt lúa, diện tích lúa cả năm là 654 hecta, năng suất bình quân đạt năm cả năm đạt 60,04 hecta trên hecta, sản lượng 3.926,4 tấn cây ngô, tổng diện tích cây ngô cả năm là 373 hecta, năng suất 41,79 hecta trên hecta, sản lượng đạt 1.588,7 tấn. Cây lạc diện tích gieo trồng cả năm 80 hecta, năng suất trung bình đạt 21,08 tạ trên hecta, sản lượng đạt 168,6 tấn. Đậu các loại diện tích gieo trồng cả năm là 9,5 hecta, năng suất trung bình đạt 10,45 tạ trên hecta, sản lượng đạt 9,9 tấn. Tổng giá trị sản xuất từ trồng trọt năm 2010 là 35.030,46 triệu đồng.
giá trị sản phẩm hecta trên hecta đất canh tác nông nghiệp 35 triệu đồng hecta trên năm, trên hecta trên năm chăn nuôi tổng đàn trâu 2.795 con, tổng đàn bò 22 con, tổng đàn dê 168 con, tổng đàn lợn 6.115 con, tổng đàn gia cầm 45.300 con. Đánh giá hiện trạng chăn nuôi, chủ yếu là chăn nuôi quy mô nhỏ và phân tán. Giá hiện trạng chăn nuôi chủ yếu là chăn nuôi quy mô nhỏ và phân tán. Sau hiệu sản phẩm chăn nuôi chủ yếu là tiêu thụ trên địa bàn. Chăn nuôi chủ yếu tận dụng sản phẩm phụ từ sản xuất nông nghiệp, chưa phát triển theo hướng tập trung công nghiệp. Tổng giá trị thu về lượng nông nghiệp hàng năm cũng đạt khoảng 50.410,8 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 88% cơ cấu kinh tế. Tổng giá trị thu về từ nông nghiệp hàng năm đạt khoảng, chiếm tỷ trọng 88% cơ cấu kinh tế. Công nghiệp và xây dựng, số người làm công nghiệp và xây dựng 7 người. Tổng giá trị thu về từ công nghiệp hàng năm khoảng 2.520,54 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 5% cơ cấu kinh tế. Dịch vụ thương mại, số người làm dịch vụ buôn bán thương mại 64 người. Tổng giá trị thu về từ dịch vụ hàng năm khoảng 3.528,76 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 7% cơ cấu kinh tế. Lâm nghiệp, tổng diện tích lâm nghiệp xã hiện có 5.988,69 hecta, trong đó đất rừng sản xuất 2.851,27 hecta, chiếm 36,99% diện tích đất tự nhiên và chiếm 39,8% diện tích đất nông nghiệp, đất rừng phòng hộ 3.131,4 hecta, chiếm 40,63% diện tích đất tự nhiên và chiếm 43,72%. Chiếm 40,63% diện tích đất tự nhiên và chiếm 43,72% diện tích đất nông nghiệp. Các ngành tiểu thủ công nghiệp phát triển nhỏ lẻ theo tính chất tự phát, chủ yếu lợi dụng thời điểm
ngành tiểu thủ công nghiệp phát triển nhỏ lẻ theo tính chất tự phát, chủ yếu lợi dụng thời điểm nông nhàn, chưa có tính chuyên nghiệp tập trung. Yếu tập trung mặt hàng sản xuất là mảnh còi với công nghệ và mẫu mã còn nghèo nàn, chủ yếu phục vụ việc dùng cục bộ, chưa mang tính cạnh tranh. 4.1.3 ảnh đánh giá chung về điều kiện tự nhiên kinh tế xã hội của xã Linh Hồ, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang. Ba chấm một chấm ba chấm bốn chấm một chấm ba chấm một những lợi thế. Xã Linh Hồ có vị trí địa lý khá thuận lợi do có hệ thống đường quốc lộ 2 chạy qua nên đã tạo điều kiện cho phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và giao lưu buôn bán, trao đổi hàng hóa. Tuy nhiên, nhân dân trong xã vẫn sống chủ yếu bằng nghề nông, chưa khai thác triệt để tiềm năng hiện có. Giao thông có tuyến đường quốc lộ 2 và tuyến huyện lộ liên chạy qua xã làm huyện mạch quan trọng để giao lưu vận chuyển hàng hóa, đi lại buôn bán thuận tiện với các vùng lân cận. Hệ thống giao thông liên thôn liên xóm cơ bản đã được lưu thông, hiện hệ thống cấp điện đã được đầu tư xây dựng, trước mắt đáp ứng được nhu cầu hiện tại. Tỷ lệ dân số trong độ tuổi lao động tương đối cao, người có trình độ học vấn cho phổ thông ngày càng tăng, có khả năng cung cấp lực lượng lao động địa phương cho sản xuất, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ. Tiềm năng đất đai phong phú tạo điều kiện để mở rộng sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, an ninh đảm bảo, tâm lý an tâm trong sản xuất, đây cũng là điều kiện thuận lợi cho sự phát triển toàn diện trên địa bàn. Dịch vụ bước đầu đã hình thành các khu dịch vụ buôn bán, cơ sở sản xuất dọc theo hai tuyến bên đường chính trong khu vực trung tâm xã hiện tại. Sản xuất nông nghiệp và lâm nghiệp nếu có những chuyển biến tích cực, nếu đều đạt hoặc vượt chỉ tiêu, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hàng hóa đa thành phần. Xã có nguồn lao động dồi dào, cần cù sáng tạo, nhận thức về pháp luật, về tiến bộ khoa học kỹ thuật của người dân đã được nâng lên một thông qua các chương trình đào tạo tập huấn, thực hiện Nghị định 121 CP và Nghị định 114 CP của chính phủ. Cán bộ thuộc Ủy ban nhân dân xã được kiểm soát, được kiện toàn sắp xếp phù hợp với năng lực, trình độ chuyên môn, duy trì được trực 40 giờ trên tuần tại công sở để tiếp nhận dân và giải quyết công việc. Ba 4.1.3.2 những hạn chế. Xã Linh Hồ còn có nhiều khó khăn, khả năng khai thác đất
đặc biệt là đất sản xuất nông nghiệp còn yếu, chưa quy hoạch thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, giao thông nội đồng chưa đáp ứng được yêu cầu giá trị sản phẩm trên 1 hecta còn thấp so với tiềm năng, đường giao thông nông thôn phần lớn chưa được cứng hóa, đời sống của nhân dân còn nhiều khó khăn, trình độ lao động, khả năng ứng dụng kỹ thuật tiến bộ và sản xuất chưa cao, còn nhiều tệ nạn xã hội như cờ bạc, nghiện hút, rượu chè. Mức độ đầu tư thấp, tầm canh thấp, việc áp dụng các thành tựu khoa học vào sản xuất còn hạn chế. Diện tích các thửa ruộng nhỏ gây khó khăn. Học vào tự khoa học vào sản xuất hạn chế, chuyến chế diện tích các thửa ruộng nhỏ gây khó khăn trong công tác cơ giới hóa. Chuyên môn hóa cho sản xuất nông nghiệp, giá thành nông sản còn thấp, chỉ thị trường tiêu thụ không ổn định. Trong sản xuất, người dân chưa quan tâm đến những ảnh hưởng về môi trường. Môi trường do sử dụng đất mang lại mà chi phí quan tâm đến hiệu quả kinh tế hiện tại. Gây nên những tác động xấu. Đến môi trường và sức khỏe con người, hệ thống hệ thống điện nghĩa địa bố trí rải rác trên gạch đầu các thôn, một số nghĩa địa có vị trí gần khu dân cư không đáp ứng được khoảng cách đi vệ sinh môi trường tối thiểu các ngành nghề. Dịch vụ thương mại phát triển một cách tự phát với quy mô nhỏ nên chưa đem lại được hiệu quả và giá trị kinh tế cao. Cây trồng vật nuôi hiện tại xã vẫn là một xã thuần nông, cây trồng vẫn chủ yếu dựa vào thâm canh cây lúa và cây ăn quả. Cây trồng vật nuôi hiện tại
Lạ Sa vẫn là một xã thuần nông, cây trồng và chủ yếu là dựa vào thâm canh cây lúa và cây ăn quả. Tổng diện tích đất tự nhiên dưới xã Linh Hồ là 7.707,72 hecta, trong đó chủ yếu là đất nông nghiệp chiếm 7.163,18 hecta, còn lại là đất phi nông nghiệp và đất chưa sử dụng. Bảng 4.1 hiện trạng sử dụng đất của xã Linh Hồ năm 2018, thứ tự chỉ tiêu, mã diện tích, cơ cấu chỉ tiêu. Tổng diện tích đất tự nhiên, đất nông nghiệp, đất lúa nước, đất chuyên trồng lúa nước, đất trồng lúa nước còn lại, đất trồng cây hàng năm còn lại, đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất, đất rừng tự nhiên sản xuất, đất rừng trồng sản xuất, đất rừng phòng hộ, đất cỏ rừng có tự nhiên phòng hộ, đất rừng tự nhiên phòng hộ, đất khoanh nuôi phục hồi rừng pH, đất nuôi trồng thủy sản, đất phi nông nghiệp, đất trụ sở cơ quan CT sự nghiệp, đất cho hoạt động khoáng sản, đất nghĩa trang nghĩa địa, đất hồ sông suối. Đất phát triển hạ tầng, đất giao thông, đất thủy lợi, đất công trình năng lượng, đất công trình BC viễn thông, đất cơ sở văn hóa, đất cơ sở y tế, đất cơ sở giáo dục đào tạo, đa tạo, đất cơ sở thể dục thể thao, đất dịch vụ xã hội, đất chợ, đất phi nông nghiệp còn lại, đất ở đất nông thôn, đất chưa sử dụng, đất núi đá không có rừng cây. Mã NNP, LUA, LUC, LUK, HDK, CLN, RSX, RSN, RST, RPH, RPN, RPK, RNTS, PNN, CTS, SKS, NTD. SON DHT DGT. DTL DNL B A DBV DB DVH DIT, DGD, DTT, DXH, DCH, PNK. OTC, ONT, CSD. NCS tích 7.707,72, 7.163,18, 403,56, 71,42, 332,14, 665,38, 92,58, 2.851,27, 2.326,48, 524,79, 3.131,4, 2.732,92, 398,48, 18,99, 177,73, 0,74, 029,11, 3,39, 40,3, 46,56, 29,49, 3,56, 54, 0,04, 0,07, 4,23,
0,29 là 3,92. Không phẩy năm mốt bốn phẩy mười bốn ba không phẩy ba sáu năm phẩy năm bảy phẩy bảy ba năm bảy phẩy bảy ba năm bảy phẩy bảy ba 366,81 366,81 cơ cấu phần trăm 192,393 5,24 0,93 4,31 8,63 1,2 36,99 30,18 6,81 40,63 35,46 5,17 0,25 2,31 0,01 0,38 0,04 0,52 0,6 0,38 0,05 0,0 0,05 0,0 0 0,05 0,1 0,01 0,05 0 0,75 0,75 0,75 4,76 4,76 Đất nông nghiệp 7.163,18 hecta chiếm 92,93% tổng diện tích đất tự nhiên. Đất chuyên trồng lúa nước 71,42 hecta chiếm 0,393% diện tích đất tự nhiên chiếm 1% diện tích đất nông nghiệp. Đất trồng lúa nước còn lại 332,14 hecta chiếm 4,31% diện tích đất tự nhiên và chiếm 4,64% diện tích đất nông nghiệp. Đất trồng cây hàng năm còn lại 665,38 hecta. Đất trồng cây hàng năm còn lại 665,38 ha chiếm 8,63% diện tích đất tự nhiên và chiếm 9,29% diện tích đất nông nghiệp. Đất trồng cây hàng năm còn lại 665,38 ha chiếm 8,63% diện tích đất nông tự nhiên và chiếm 9,29% diện tích đất nông nghiệp. Đất trồng cây lâu năm 92,58 phần đất trồng cây lâu năm 92,58 hecta chiếm 1,2%. Đất trồng cây lâu năm 92,58 hecta chiếm 1,2% diện tích đất tự nhiên và chiếm 1,92% diện tích đất nông nghiệp. Đất rừng sản xuất 2.851,27 ha chiếm 36,99% diện tích đất tự nhiên và chiếm 29,8% diện tích đất nông nghiệp. Đất rừng phòng hộ 3.131,4 ha chiếm 40,63% diện tích đất tự nhiên và chiếm 43,72%. Và chiếm 43,72% diện tích đất nông nghiệp. Đất nuôi trồng thủy sản 18,99 ha chiếm 0,25% diện tích đất tự nhiên và chiếm 0,7% diện tích đất nông nghiệp. Đất phi nông nghiệp 177,73 ha chiếm 32,31% tổng diện tích đất tự nhiên. Đất ở tại nông thôn 57,73 ha chiếm 0,75% diện tích đất tự nhiên và chiếm 32,48%. 48% diện tích đất phi nông nghiệp, đất trụ
sở cơ quan công trình sự nghiệp 0,44 hecta chiếm 0,01% diện tích đất tự nhiên và chiếm 0,42% diện tích đất phi nông nghiệp. Đất hoạt cho hoạt động khác hoạt động khoáng sản 29,11 hecta chiếm 0,38% diện tích đất tự nhiên và chiếm 16,38. Nghĩa trang nghĩa địa 3,29 hecta chiếm 0,04% diện tích tự nhiên và 0,85 và 1,85% diện tích đất phi nông nghiệp. Đất sông suối 40,3 hecta chiếm 0,52% diện tích tự nhiên và 22,67% diện tích đất phi nông nghiệp. Đất phát triển hạ tầng 46,56 hecta chiếm 0,6% diện tích tự nhiên và chiếm 26,2% diện tích đất phi nông nghiệp. Đất chưa sử dụng 366,81 hecta chiếm 4,76% tổng diện tích đất tự nhiên. Toàn bộ diện tích này là núi đá. Toàn bộ diện tích này là núi đá không có rừng cây 4.2. Đánh giá hiện trạng sử dụng đất các loại sử dụng đất tại xã Linh Hồ, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang 4.2.1. Thực trạng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp là một xã có trên 90% lao động nông nghiệp. Diện tích đất sản xuất nông nghiệp chiếm tỷ lệ thấp so với tổng diện tích tự nhiên. Vì vậy, nhiệm vụ đặt ra là phải khai thác hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả quỹ đất nông nghiệp sao cho vừa đảm bảo an ninh lương thực, thực địa của địa phương nâng cao thu nhập cho người dân không làm tổn hại đến tài nguyên đất và môi trường sống của con người. Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp của xã Linh Hồ được thể hiện trong bảng 4.2. Tiết kiệm hiệu quả quỹ đất của nông nghiệp sao cho vừa đảm bảo an ninh lương thực của địa phương nâng cao thu nhập cho người dân vừa không làm tổn hại đến tài nguyên đất và môi trường sống của con người. Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp của xã Linh Hồ được thể hiện trong bảng 4.2. Hiện trạng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp xã Linh Hồ chỉ tiêu. Sau thứ tự chỉ tiêu mã diện tích cơ cấu tổng diện tích tự nhiên đất nông nghiệp đất sản xuất nông nghiệp đất trồng cây hàng năm đất chuyên trồng lúa nước đất trồng lúa nước còn lại đất trồng cây hàng năm còn lại đất trồng cây lâu năm đất nuôi trồng thủy sản mã NNP NSX NSN SXN CHN LUC LUK LHNC CLN NTS diện tích hecta. CLN NTS diện tích hecta 7.707,72 7.163,18 1.161,52 1.068,94 71,42 332,14 665,38 92,58 18,99 cơ cấu 192,93 15,07 13,87 0,93 4,31 8,63 1,2 0,25 đất nông nghiệp 7.163,18 hecta chiếm 92,93% tổng diện tích đất tự nhiên đất chuyên trồng lúa nước 71,42 hecta chiếm 0,93% diện tích đất tự nhiên và chiếm 0,1% diện tích đất nông nghiệp đất trồng lúa nước còn lại
332,14 hecta. Ta chiếm 4,31% diện tích đất tự nhiên và chiếm 4,64% diện tích đất nông nghiệp. Đất trồng cây hàng năm còn lại 665,35 38 hecta chiếm 8,63% diện tích đất tự nhiên và chiếm 9,29% diện tích đất nông nghiệp. Đất trồng cây lâu năm 92,58 hecta chiếm 1,2% diện tích đất tự nhiên và chiếm 1,29% diện tích đất nông nghiệp.